Đây là mani dùng để gắn giữa dây xích và neo cho tàu cano, chất liệu inox 316 nha mọi người. Đây là gắn được dây xích từ 6 đến 8 ly và neo thì từ 5 đến 16 kg. Đây, xoay như này thì nó sẽ giúp cho cái neo nó không bị xoắn vào trong cái sợi dây hoặc sợi xích khi mà chúng ta neo tàu cano giữa biển. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại mà tạm dưới hoặc là đặt hàng mình lên bên dưới luôn ha. Cảm ơn tất cả mọi người.